Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì ở cái clip trước mình đã làm clip về vị tướng Ngụy Không, và ở cái clip đấy thì mình đã bị thất bại thảm hại. Ôi giời ơi, cay cú quá, ức chế quá. Ở clip này mình sẽ tiếp tục làm lại về vị tướng Ngụy Không. Đấy, nhưng mà trận này nó hơi bị đen luôn. Mới vào trận tem mình nó vào cãi nhau ôm sùm rồi nó chọn tướng kìa. Đấy, mọi người thấy cái gì lạ không? Hai vị tướng AD vỡ mồm rồi. Vâng, Slim với cả treo nét. Không biết thì hai bạn này sẽ đánh đấm kiểu gì đây. Chắc là hai vị tướng xạ thủ lại đi cùng nhau đây. Mình cũng chả biết tính thế nào nữa. Ok, nó tới đâu tính tới đấy đi. Đấy, bạn Triệu Vân, bạn ấy ở bên ngoài, bạn đã chat rồi. Đúng rồi, cứ cãi nhau đi. Vào trận có khi lại win sớm. Mình cũng chẳng biết thế nào lần nữa. Trận này mà thua nữa chắc là mình đi ngủ luôn quá. Thiệt tình là khổ quá mà. Đối thủ của chúng ta ngày hôm nay đó chính là vị tướng Violet, nữ đặc cảnh. Ái chà chà chơm nha. Sarku, Crack và Malok. Vâng, tìm bạn, ba vị tướng khá là châu bò. Đó là chính là Skull, Skirt, Crack và vị tướng Malok. Tất cả bảo vệ vị tướng Violet đây, xạ thủ Violet đây. Để xem hôm nay mình có đập được vị tướng nào không nữa. Khổ quá cơ mấy bạn ạ. Hảo gì đây? À? Oh man, bạn Skirt bạn ấy nhận ra mình à? Hello man. Anh Hảo à? Ừ anh đây. Rồi đẹp trai khoai bự đây đúng không? Úi giời ơi chớp. Thôi đừng có chat nữa. Ở trong này mình chính chat chào bạn tiếng nhưng mà ấy lắm. Mình hỏi mình xem gió hỏi tem mình xem nhá. Đó hỏi mình chat tem mình thôi, mình hỏi xem tem mình nó có biết gì không? Mình hỏi tem mình coi nói ai đó để xem là tem mình có nói năng gì không nhá. Để xem mấy bạn tem mình có biết mình không ấy. Chắc là không ai biết rồi. Có mỗi bạn Triệu Vân ở đâu Skirt tem bạn, bạn ấy biết thôi. Skull GLM quen nữa rồi. Cái gì vậy? Quen cái gì? Hả? À, bạn quen cái gì? Khổ quá, cứ mới vào bạn GLM là thấy gọi là không trong sáng rồi đấy. Vớ vẩn thế nhờ. Khổ ghê thật đấy chứ. Cái gì vậy, bạn bị làm sao? Đánh ôm trụ thôi, được rồi. Còn vấn đề còn lại cứ để tôi lo cho. Đem nhầm HP nữa. À, đem nhầm bảng bổ trợ HP ấy à. Hết cả hồn. Tưởng bạn này chưa gì bạn nó vào chửi ai rồi. Chăng nhờ. Không sao. HP cũng được. Cầm cái gì mà không được. Đánh hay thì cầm cái gì mà không được. Từ từ dịch mò. Cấp 4 thì cứ gọi là on hit. Mới cấp 3 thôi. Mọi người chờ nó. Đây là cơ hội của chúng ta đây rồi. 1 hit, 2 hit này, 3 hit này. Vâng, 3 gậy vào đầu thì có mà trời đầy luôn ấy. Rồi, bạn Tulen tem bên kia đã bị cho mình dã cho một chày, một cối, một vỡ vào đầu rồi. Chắc là cay lắm đấy. Mới có cấp 3 đã bị ăn đập rồi. Chắc là đen thôi, đỏ thì quê cũng vậy đúng không? Đen chết thôi, đỏ thì cũng thế, chạy sao được? Nếu cầm tốc biến thì thoát được, không cầm tốc biến thì... ngon, úi giời ơi chơm. Chỉ cũng đầu dành cho Ngụy Không rồi đấy. À, clip trước mình cũng làm clip về Ngụy Không mà chỗ đấy thua, tem mình yếu quá, chị yếu luôn. Ba người nó phế vật. Làm sao đúng không? Đấy làm sao được? Đang kim cương mà mấy bạn ba người mà một người á thì may ra bốn người còn gánh được. Chứ ba người mà bị yếu thì thôi, chẳng có ai gánh nổi đâu. Chêu, mình thì cũng chỉ là bù nhìn thôi đấy, mang cái mát Ngộ Không cho nó hổ báo chứ. Đánh làm sao mà gánh được? Xem người ta xanh như cái chì bò, khổ. Ngon quá. Hai mẹ rồi kìa, ngon. Ăn xong anh em ơi. Quay. Rồi, cái con Slim này nó đều thế nhờ. Mẹ đứng từ đằng xa còn phóng tí nữa để mà ăn mất cái con quái nhỏ của mình. Thứ gì đâu á. Ủa không này, nếu mà mọi người full đồ thì nó đập khoảng có 5k đam đó mọi người. Full đồ ấy, nếu mà tăng sát thương chí mạng lên 5k đam. Rồi xong Violet, đi đâu mà vội mà vàng. Rồi xong rồi đã. Thơm. Quá. Wow. Một hit vào đầu nè. Vâng, anh Skull anh ta đấm rất là đau. Hất tung mình về luôn. Vâng, anh vô tình hất tung mình về. Thì mình về thôi. Đâu cần gì phải căng nhở. Một búa vào đầu nè.
không lên giày Hermes. Giày Hermes là cái sai lầm lớn, con này phải lên giày kiên cường đấy, hoặc là giày hộ vệ chứ ai lên giày Hermes bao giờ. Tại vì cái trang bị của mình lên nó từ xưa đâm ra thấy nó quá sai lầm luôn. Mấy bạn trang bị cho Ngộ Không thì mấy bạn đừng bao giờ trang bị cho nó cái giày Hermes nhá, giày kiên cường hoặc là giày hộ vệ gì đó, tùy theo trận đấu tem bên bạn ai xanh hay như thế nào đấy. Nếu mà tem bạn wow, Viola đã được con bù đỏ rồi à, hay nha hay nha. Tưởng bạn chưa ăn thì tới qua ăn dùm, khổ lắm cơ. Chơi nó Triệu Vân, chơi rồi sao anh đã bị lạc lối rồi, hãy xem ta đây. Trốn đi nhanh thế nhở, chán quá. Hãy xem ta đây mà chả làm được cái gì cho cuộc đời, quá buồn, quá buồn cho một cuộc tình. Thôi đi ra ông ơi, tôi ăn cho chứ dành ăn rừng thế này vớ ba vớ vẩn, máu đi đầy cây rồi ăn uống. Nãy thì không ăn đi, người ta đánh gần chết thì tính ra KS. Đi đâu mà vội mà vàng, đúng không? Uầy, bà kia, bà Slim. Ôi giời ơi, sao quái ở đường dưới không chịu ăn vào rừng làm cái gì? Trời ơi, ăn con quái nhỏ rồi, ăn con tính ăn thêm con bù đỏ luôn quá. Thứ gì đâu á. Đi qua đây, nó chuẩn bị xuất hiện con bù xanh rồi đó. Mình đứng đây mình chờ. Kìa, coi chuối kìa. Úi giời ơi, Trơm. Ui giời ơi Trơm. Uầy. Bụp vào đầu nè. Ôi trời ơi, lên trời kìa, đau quá. Trời đau, đã bảo đau mà. Bạn cứ thế. Thôi về đi. Không về à? À, tu lên hổ báo. Hổ con nhà bà báo này. Ui, mọi người xem mình này. Hãy xem ra đây, mày hửa bưởi. Đấy cái pha đấy mà nếu mà mình chạy tiếp á thì chắc chắn là mình sẽ bắn chết. Quay lại đập nó luôn, có khi lại ngon. Vớ vẩn hả? Thấy ghê chưa? Hả? Mấy bạn đã thấy ghê chưa? Thấy sợ chưa? Tí máu rồi đấy, nó còn nửa cây đấy. Đập chết luôn đấy chứ đùa, với cả ninja rùa. Một pha gọi là chất nhất quả đất, lội ngược dòng ngoạn mục của anh gọi là Ngộ Không đấy. Pha đấy gọi là, mình có thể là pha đấy gọi là lội ngược dòng ngoạn mục luôn đấy mọi người ha. Đấy, có thấy không, có tí máu mà nó ra, nó tính ăn mình ấy, ăn làm sao được, hên thôi. Pha đấy mình cũng hên thôi, nếu không thì cũng mất xác á. Đó, chắc là tại mình xanh hơn nó. Bùa xanh. Cersei ơi, bùa xanh nè. Vào đây. Bùa xanh kìa. À đủ. Bùa xanh đâu ấy? Ấy. À đây, chưa bị ăn. Ăn bùa xanh nó. Rồi, ăn được bùa xanh rồi, yeah. Bắn nó. Bắn rồi thôi bạn ơi. Cứ từ từ bình tĩnh thôi. Eo ơi, tem hai xạ thủ này. Lúc đầu mình cứ tưởng tem mình nó lại yếu cơ. Thế mà thế nào giờ này nó lại ngon lành cành đào nhở? Chắc là hai xạ thủ nào cũng chơi hết trơn. Cái bạn treo nát này, bạn ấy rất là nhiều luôn. Mà có tỷ lệ thắng rất là cao luôn. Với lại chơi rất là nhiều trận. Lúc đầu thì vị tướng Slim bạn ấy đứng trên cùng mà kiểu như giành AD á, nhưng mà treo nát bạn đi với cái tỷ lệ thắng rất cao, bạn vẫn quyết định cầm tướng treo nát, mình quyết định là kêu mất một sao này thì hư này, có chuối nào. Ôi trời ơi, một đập mèo hiểu được pha đấy đen thế à, nó sử dụng chiêu một nó quá tầm mình mới đau chứ ai ngờ đâu, xui cho mình quá. Mấy thằng óc GG dùng tao. Cay rồi. Tôi lên tem mạng cay rồi đó. Mấy bạn nhớ một điều, tôi lên tem mạng bây giờ đang rất là cay rồi đó. Cố gắng lên, ai biết đâu được. Ngu từ rừng sang support. Qua rừng 02 hả? Qua support 03 hả? Vẫn chưa bằng trận nãy được. Trận nãy thì mình bạn ấy 08 cơ mà. Mới 02 ăn thua gì, cố gắng lên. Cái đầu hàng thử thách à, đừng có vớ vẩn. Ăn kinh công để cho tem mình nó mạnh này.
Nói chung là team mình nếu mà thắng là thắng đầu thôi, để về càng cuối trận team mình càng chết. Nói thẳng một câu luôn, càng cuối trận team mình càng thua. Lắm óc được đào tạo quá hay các bạn ấy, chửi người ta luôn. Thôi à, đấy mấy ông, mấy bạn thấy không, mình thua mình đâu có nói năng gì đâu. Thế mà bạn tôi lên bạn thua mà cái bạn chửi quá trời chửi luôn, khổ ghê thật đấy chứ. Tôi lên hồi đầu bị mình đập một phát ở cái khúc ấy, cái khúc ở đường giữa ấy. Cái đấy mà mình trêu nó thế nào chắc nó cũng tức điên đấy nhỉ, nó chửi mặt mình luôn ha. Hên mình không trêu nó đấy. Nếu mà mình trêu nó chắc đã đến nó tức lắm. Bạn tôi em bên kia là bạn ấy bị ức chế rồi. Nếu như mà mọi người ức chế quá thì đừng có chơi game Liên Quân này nhá. Đừng có giống mình hay bị ức chế lắm á. Mới ức chế là mình hay khóc lắm á. Thực sự là như vậy đó mà. Có chuối nó ngu mà nó chửi. Nó ngu mà nó chửi. Mấy ông à, nó ngu mà nó chửi. Gỗ quá cơ. Vãi cả, nó ngu mà nó chửi. Qua wow, tốc biến luôn kìa. Tốc biến luôn kìa. Đập một đập vào đầu này. Cho một gậy vào đầu này. Sướng chưa? Ê. À đủ. Tao thắng hay thua cũng không chửi. Mấy cái người mà tao thắng hay thua cũng không chửi này hay cào phím lắm ấy. Thẹt. Trời ơi, bạn đã chửi tới clan người ta luôn kìa. QVE hả? Vãi, chửi nguyên cái clan người ta luôn. Clan ngu nhất server. Mẹ chửi người ta gọi là chửi một người chứ bây giờ bạn ấy mẹ ôm nguyên cả clan người ta vào luôn. Chắc là cay cú lắm rồi đấy. Thật sự luôn, chính xác luôn. Nhưng mà làm gì thì làm, chứ ai đời đi chửi nguyên cả clan người ta. Người ta gọi là đừng có lên vơ đũa cả nắm chứ, đúng không? Có trận này trận khác ấy chứ mình thua. Biết bao nhiêu là trận, mình có khóc lóc gì đâu. Mình có chửi ai đâu. Mình còn đang vui gần chết đây này. Bạn mới thua có ở trận mà bạn làm gì căng. Mà chưa chắc đã thua đâu. Đấy, cố gắng lên, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà. Đã không có đam của lên áo choàng. Vãi à, đã không có đam của lên áo choàng. Áo choàng mới mạnh ấy. Tại vì nó chống cự được. Nếu mà không một đập là vị tướng của không là chết. Lại một đập. Wow đúng. Vợ thằng đậu rồi, thôi xong rồi. Chết tôi rồi, chết hết tem luôn rồi kìa. Vãi cả lúa, chạy ngay lên Triệu Vân ơi. Cố lên, chạy ngay đi. Treo nát bắn rất là đau, sau vẫn đau nha. Treo nát em mình chơi rất là hay. Treo nát đã 71 rồi. Đánh hay quá. Sân bay còn đánh cái con. Vãi cả con. Thua, bạn ấy chửi kinh quá. Tôi đang bên kia đúng chất luôn, chất chửi luôn ấy. Bét chửi rồi. Cái trận này là mình không trêu nó đấy. Nếu mà mình trêu nó thế nào nó cũng đè mình, nó chửi rồi. Sắp mặt lờ cho mà xem. Thiệt. Mình tin chắc một điều luôn. Cái pha hồi đầu mình giết nó, mình cũng may là mình im lặng ấy. Lúc đấy mà mình chửi nó thì không biết trận này nó sẽ ra như thế nào. Tìm đến nhà mình nó chửi luôn quá. Hồ. Thánh chửi rồi. Gặp toàn tụi ngu. Kiếp quá mấy bạn ơi. Vâng, Violet đã phản đam rồi. Nó ngu mà nó xuống hoài. Tốn thời gian, gg. Đánh đi, ai biết đâu được. Lật kèo chứ chơi. Nó ngu mà nó xuống hoài. Gg, tốn thời gian. Phải cả lèo eo ơi, Violet nó bắn cái kìa, đau nhờ. Đau đấy. Đã không có đam của lên áo choàng hả? Và ai cả bạn tôi lên, bạn kêu đã không có đam của lên áo choàng. Coi chừng á, coi chừng nó lôi vào là chết bây giờ. Nó lôi vào là chết bây giờ đây này. Này thì slim. Một búa ở đâu đây?
hai búa đầu này. Quay bên nhảy. Em sai rồi, theo mình chết ba rồi. Quân địch chết không, quân ta chết hết. Wow, thì đáng quá. Bình tĩnh. 3k5 đam đập vào đầu cho đứa sướng nhá. 3k6 đam luôn kìa. Này thì trống này. Kiếm Muramasa lên rồi nha. Lật kèo có khi hả? Đúng rồi đó. Cẩn thận, lật kèo vỡ mồm bây giờ ấy. Anh sờ cu. Anh sờ cu. Yeah. À, thằng con Violet là bắn đầu lắm. Thì con Violet nó bây giờ nó bắn bùm một phát là mình quéo càng cua ngay. Một búa này. Đấy, màu đỏ của tôi, dồi ôi bà Slim này. Ai cho ban của tôi vậy? Tôi gõ cho cái vào đầu bây giờ đây này. Để giết đồng đội được, tôi giết bà luôn ngay và luôn đấy. Không cần phải nói nhiều. Bán này đi ha, lên cái giáp phòng mạnh cái nhờ. À, giờ chưa ấy, sao lên giáp phòng mạnh được. Đó, không đủ ten. Thôi lên cái xỉu Hyuga tạm vậy. Cho nó trông chó một chút, không còn Violet nó bắn đau lắm. Một búa vào đầu nè. Mà lốc làm gì đây? Ô, con này thì ma lốc này. Trời ơi, anh ma lốc anh như một vị thần. Thì không thể tin được. Một búa này. Một gậy chưa quên, hai gậy nè. Wow, có lúc lên năm cả mấy cái đam luôn. Vãi, vãi cần lều. Ốc chó không thủ nhà. Bay vô cờ. À, bay vô ca, kinh công. Vãi cả bạn chửi tâm người ta luôn chứ. CLM. Vâng, Crazy đã bị hạ gục. Bạn đã chắc một câu CLM. Rất là phê. Một búa bắt đầu này. Nào, mình lại đấy phê phá. Phê cho nó hết thế đường về nhà. Ui dồi, cha mình chết rồi kìa. Ui dồi ôi, xanh rồi. Cha mình xanh cỏ rồi, chết tôi rồi. Wow. Nguy hiểm quá, AD nó bắn thấm. Thấm chớ, Violet mà, cuối trận mà. Bắn phê đừng hỏi luôn. Đập con này. Đập con này này. Wing nó chưa Vân. Đúng rồi, wing nó. Này thì Gorek này. Gorek nè. Nằm xuống chơi anh. Ui giời ơi, chơm. Từ bình tĩnh. Uầy, một búa vào đầu này. Một gậy này. Ê, sở định mệnh nó nhảy chỗ hai. Ê, chết tôi. Nó làm chậm thế à. Fuck you. Chết rồi. À, ok. Trời ơi, bạn ấy làm chậm, mình không thể bò được tới cái con tu len luôn. Con tu len mình gõ một cái nó chết rồi. Bạn ấy không đủ tiền lên giáp hùng mạnh. Giờ đủ tiền rồi này, ngon rồi này. Bây giờ mình sẽ lên cho nó trang bị người đợt bệnh nữa cơ. Cày quá. Rồi, chèo na nó bắn một phát Violet bên kia tử à. Ủa, tử vong rồi sao? Tên mấy bạn hết lần được rồi. Không thể lật được rồi. Tên mấy bạn chết hết 4 người, 3 người. Chuẩn bị mã lốc ra nữa. Win cái mã nội mày. Eo ơi, bà Tulen bà kìa. Khiếp hồn. Vâng, một trận đấu đang diễn ra rất là căng thẳng và hấp dẫn. 3-7 ngu lờ. Hài chứ. Nói chung là lâu lâu gặp được trận đấu tem chửi nhau như này mình thấy nó cũng vui. Đấy, đúng không mọi người? Rồi. Win rồi mọi người. Yeah, come on. Cuối cùng mình cũng đã thắng được một trận. Trời ơi, nó khổ quá. Cái tưởng trận này theo mình nó đi tròn cơ. Pick 2 xạ thủ. Thế mà cuối cùng vẫn thắng ngon lành cành đào. Nói chung là cái quan trọng bây giờ không phải là cái về cái vấn đề tướng nữa rồi. Mà do cách chơi của mỗi người thôi. Nếu bạn chơi hay thì đều có thể xảy ra, đúng không? Còn nếu mà bạn chơi đã yếu hơn team bạn thì chơi con gì thì cũng team bạn dưới 3 vị tướng bảo kê AD ấy. Nhưng mà cuối cùng vẫn thua. Đấy. Rồi, ok, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Chúc tất cả mọi người xem video vui vẻ nhá. Ở cái clip này thì mình nghĩ rằng có một cái pha mà mình còn tí máu đập chết Violet team bên bạn là pha đấy hay nhất. Cả trận đấu được cái đoạn là hay. Còn tí máu là pha đập Violet team bạn luôn. Đúng là ngô không xe ôm. Cân luôn của Violet. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết clip của mình nha. Mọi người thấy pha đấy có đẹp không? Nhớ comment nha. Bye bye.